Một chiếc ví kỳ diệu mà nó thu hút được số tiền bạn mong muốn, bạn có tin không? Một phương pháp ứng dụng luật hấp dẫn mà Yến muốn chia sẻ đến với các bạn đó là phương pháp chiếc ví kỳ diệu. Phương pháp này nó đơn giản, dễ làm mà hiệu quả lại rất cao nha các bạn. Như các bạn đã quen với những phương pháp mà Yến đã từng chia sẻ trước đây, đó là chúng ta phải hình dung tưởng tượng và cài đặt niềm tin vào trong não bộ thì chắc chắn bạn sẽ thích phương pháp này. Đầu tiên là bạn hãy tạo dấu ấn cho tiềm thức của mình. Trong quyển The Magic có ghi chép về tấm séc nhiệm màu, thì bạn hãy in tấm séc đó ra, ghi số tiền mà bạn mong muốn sở hữu, ngày mà bạn muốn nhận được. Sau đó hãy hình dung rằng số tiền đó đã về với bạn rồi. Ngay khi bạn ghi tấm séc với số tiền cụ thể, với thời gian rõ ràng, thì bạn đã ghi một dấu ấn vào trong tiềm thức của bạn rồi đấy. Thứ hai là chiếc ví kỳ diệu. Với chiếc ví bạn thường dùng thì bạn nên nhớ rằng không bao giờ để cho nó rỗng. Bạn cần phải giữ ít nhất là một tờ tiền may mắn trong chiếc ví đó. Có thể là 100 ngàn, 200 ngàn hay 500 ngàn. Với những thông điệp trên tờ tiền là biết ơn những khoản tiền mà tôi đã nhận được trong cuộc sống. Lúc này bạn đang khiến cho não bộ của bạn có cảm giác là bạn không thiếu thốn. Tiếp theo, bạn hãy để tấm séc mà bạn vừa mới viết vào trong cái ví. Bằng sức mạnh hình dung tưởng tượng, bạn hãy gieo thật nhiều cảm xúc, sự thịnh vượng, sự đủ đầy vào trong chiếc ví đó. Và tiền của bạn sẽ về với bạn sớm đấy. Hãy làm nó ngay hôm nay nhé. Chúc bạn thành công với phương pháp này và có được cuộc sống đủ đầy. Hãy follow kênh của Yến để nhận nhiều bí kíp ứng dụng mới nhé. Cảm ơn bạn đã xem video.